Hello mọi người này nè, mình đây mọi người lâu lắm rồi mình không làm video trong tối nên là cũng mọi người ít thấy video của mình không, nên là mọi hôm ấy hôm nay mình ngồi buồn quá là mãi không nghĩ được cái gì. Tối mà hôm nào nếu dậy sớm mình muốn biết làm sao hôm nay, rồi mình ngồi mãi không dậy, mỗi đêm qua chắc là thức mình điện thoại muộn đấy mọi người. Nên là mình ngồi hè mãi ngồi thong rồi vào chơi với con trắng mà mình chẳng biết làm gì, làm sao mình sẽ nghĩ đến một mặt chơi để chúng ta đi mọi người nhá. Thì mọi người lên nhỏ đây nó cho mình ăn xúc xích mọi người ạ. Nên là hôm nay mình sẽ, mọi người biết đây mình có hai cái xúc xích mình gắn bé, một cái mình dán rồi đấy mọi người, một cái mình chưa dán mọi người ạ. Bây giờ cái dán rồi mình sẽ ăn. Ăn nóng còn cái sống của mọi người có thể làm gì không? Làm như thế thì mọi người không biết mọi người nhá. Lâu lâu rồi không làm video nói thôi nữa. Nhà một cái gì mọi người thông cảm nhé, chắc mình phải đi học một khóa đa cấp về nói là muộn hơn rồi mọi người. Sáng nay trước thì ăn thì quá lắm. Bây giờ mình làm gì với cái xúc xích này thì mọi người như sao rồi nhé mọi người nhá. Ok anh em, thì hiện tại anh em tự game có tên là Calvin. Thì con game này mình để link ở phần mô tả anh em nhé. Thì bây giờ mình sẽ trải nghiệm qua những cái sự kiện gì hot trong game mọi người nhé. Thì đầu tiên mọi người vào người vào sự kiện giúp mình. Sự kiện này có gì? Sự kiện này là mọi người đăng nhập vào mọi người sẽ được nhận xu hàng ngày mọi người nhé. Phần xu chia sẻ này là anh em chia sẻ cho anh càng nhiều anh em bạn bè thì anh em sẽ được nhận càng nhiều hoa hồng nhé. Phần nhít cốt này là nhóm tele thì mình để link ở phần mô tả. Mọi người kích vào mọi người sẽ được nhận chơi order miễn phí và nhận 20k rồi nhé. Đó, phần cây tiền này mọi người tích điểm mọi người sẽ được chặt cây tiền nhé. Và phần vòng quay này, vàng bạc kim cương này, đó, phần đại lý này được quét mã QR như phần chia sẻ càng nhiều thì được nhận tiền hoa hồng càng cao. Đấy, phần VIP group này là lương tuần này, quà sinh nhật này, quà lên cấp này, quà cuối năm này, đó, những cái quà lên cấp anh em lên cấp thì được nhận quà nhé. Đó, phần anh em để ý phần thông báo này, có những sự kiện gì hot anh em nhanh tay làm nhiệm vụ để nhận tiền thưởng càng cao nhé anh em nhé. Đó, bây giờ mình sẽ giới thiệu anh em một cái phần rất là quan trọng, phần là nạp tiền này. Nạp tiền thì ở đây nó áp dụng rất là nhiều phương thức nạp tiền, nạp thẻ cào, Momo Pay, Zalo Pay, QR Pay này, QR Banking này, QR Banking này, đó, QR Banking này, và áp dụng rất là nhiều cổng nạp, có từ cổng 1 đến cổng 6 cho nên anh em thoải mái mà nạp uy tín anh em nhé. Đó, bây giờ sẽ phần trải nghiệm tựa game cho anh em xem này. Đó, anh em nhìn thấy rất là nhiều game hot luôn nhé. Quái quỷ với liêng này, đạo thủ này, quái thú này, quay xe đỏ đen này, có cả game mini ở đây anh em này. Đó, bây mình sẽ chạy chọn tựa game để cùng mọi người cùng mình chơi này. Mình sẽ chọn là xong đi, sẽ đặt luôn, mình sẽ đặt là 1M luôn, mình sẽ tiếp là lẻ anh em ơi, lẻ luôn. Nào, alo, cậu mong về anh em em. 1, tiếp tục cường. Ba đỏ một trắng thì lại bảo không về đi đó, thì lại có đồ không, có đồ không em ơi, anh em chơi mà có thưởng đúng không, thì đây mình sẽ hỗ trợ anh em cách làm sao để mình rút cái tiền đấy về túi quần của mình anh em nhé. Thì phần đổi thưởng ở đây thì nó có áp dụng 3 tài khoản, phần bây mình đã liên kết 2 tài khoản rồi, thì bây mình tích này đó, tối thiểu anh em rút 50.000 nhé, thì bây vừa ăn mình vừa mình đặt một ăn được một củ, bây mình sẽ rút 5 lốp và thì sẽ chơi tiếp rồi nhé, một số củ đi trong máu. Nói chung anh em chơi thì được thì anh em phải rút ra, anh em rút mà mình là người thông minh mà anh em đấy. Rút tiền này, đăng ký rút tiền này, em nói chung là tài khoản 5 đến 3 phút sau là bắn trực tiếp thẳng tài khoản em luôn, anh em yên tâm uy tín nhá. Nói chung là con game uy tín anh em không sợ mất tiền đâu. Đó, ngoài game vừa mình chơi ra thì có rất là nhiều cái hot đây, thì con game này mình để link phần mô tả, anh em thích trải nghiệm của mình nhá mọi người nha. Muộn đấy.
Cắm trong cái khóa. Mà cút. Thì
Bài chơi của mình ở đây là kết thúc nha mọi người nha. Mọi người mà thấy clip của mình hay thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha mọi người nha. Bây giờ bye bye mọi người. Bye bye.